Dạ, em ô tô Hùng Tân Phú Đồng Nai xin chào anh chị. Hôm nay anh trai cũng vừa mới về chiếc xe Cayenne và sẵn tiện view và giới thiệu đến cho anh chị xem. Thì đối với chiếc xe Cayenne này là hồi trước em bán ra thì cũng được hơn nửa năm rồi. Anh chủ xe làm ăn cũng nói chung là cũng khá là được, nên đã lên em và đổi một chiếc xe Innova 2018. Em mới thu lại chiếc xe Cayenne 2009 ha. Xe chuột gia đình không kinh doanh dịch vụ và xe bao anh chị là không lỗi nha, không lỗi, xe rất là đẹp. Ông đổi về chiếc xe Innova 2018 nên em thu lại xe này sẵn biệt view cho anh chị mình xem. Thì đối với chiếc xe này thì loanh quanh chưa tới 200 triệu để cho anh chị mình mua về để phục vụ gia đình đi lại thì cũng khá là ok anh chị ha. Và lần đầu tiên thì anh chị xem kênh em thì cho em xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em kênh em, và cũng như là mình có thể truy cập được những video và những chiếc xe bên cửa hàng về anh chị cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng em ha. Em cũng xin giới thiệu đến cho anh chị là cửa hàng của em nằm tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai, cửa hàng ô tô quốc cùng anh chị. Hiện tại thì bên cửa hàng em thì cũng đang cần nhập số lượng xe rất là nhiều để về phục vụ cho anh chị nào mình cần mua để đi lại nè. Tại đầu năm thì em trai cũng bán hết xe và nói chung thì cũng trước Tết thì cũng rất là cảm ơn anh chị đã ủng hộ cho em trai và mua xe, nói chung là mua sạch luôn á chị. Còn có hai xe thôi, một xe thì em làm công vụ 2009 Fortuner ha, còn một chiếc là Kia Cayenne 2014, còn hai xe. Hôm qua thì em khai trương thì em cũng nhập được một chiếc xe Innova 2018. Vừa về tới thì tại vì ông anh mua chiếc xe Cayenne này nè, cũng đã đặt cho em kiếm dùm chiếc xe Innova 2018 để anh đổi, thì nói chung là em cũng vừa về tới thôi là em báo cho ông anh, ông anh được lên xem và cũng rất là ưng ý và đã đổi xe, nên là em thu lại chiếc Cayenne này. Nói chung là xe thì người ta đang đi và em cũng chưa có thời gian để mà dọn dẹp đồ hết, nói chung là mới có rửa sạch nội thất đồ thôi, là bây giờ em sẽ quay cho anh chị mình xem rồi. Nói chung là mình làm ăn thì nói chung là chỉ cần mình tạ chuẩn xe, khách hàng lên xem xe thì rất là ưng ý và chỉ có lấy thôi, không có gì để chê đâu. Nên anh chị mình muốn bán xe thì anh chị cứ chụp hình qua Zalo, gửi qua Zalo cho em trai, em sẽ xem, và nếu mà hai bên thương lượng giá cả được em sẽ tới ngay nhà mua và nhanh gọn lẹ anh chị ha. Hiện tại thì em cũng có một cái chi nhánh salon ô tô Quốc Thắng ở ngoài Ninh Sơn, Ninh Thuận anh chị. Nên là anh chị có nhu cầu muốn bán xe ngoài Phan Thiết, Ninh Thuận, Phan Giang thì anh chị cứ liên hệ với anh trai, không cần phải qua cò lái anh chị ha. Liên hệ với anh trai em sẽ cho người lên xem xe và mua nhanh gọn luôn. Nói chung là cũng có chi nhánh ở ngoài đó, nên anh chị có muốn mua xe hay là muốn bán xe ở ngoài đó thì anh chị có thể liên hệ với em và em sẽ cho anh chị số điện thoại ở chi nhánh 2 của em. Anh chị liên hệ với bên kia, chị qua salon ở bên Phan Giang mua xe hay là bán xe cũng rất là gần ha, rất là gần, để cho mình không cần phải đi lại xa thì cũng rất là thuận tiện cho anh chị nhé. Rồi, anh chị nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông vô để ủng hộ cho em trai nha. Đầu năm mới thì em cũng chúc cho anh chị mình thật là nhiều sức khỏe nè ha, và làm ăn luôn thuận lợi trong công việc, kiếm thật là nhiều tiền, nếu mà có tiền thì sẵn ghé ủng hộ em trai. Còn anh chị nào mình đã đi Đà Lạt hay là đi lên Lâm Đồng hay là từ Lâm Đồng về thành phố nè, đi chơi nè, anh chị có thể nếu chung là mình chưa có nhu cầu mua xe cũng được, anh chị mến em thì anh chị có thể ghé vô cửa hàng uống ly nước trà nghỉ ngơi rồi mình đi tiếp cũng được anh chị nhé. Nói chung là anh em mình giao lưu càng nhiều từ từ vô tình có bạn bè hay là người thân của mình muốn mua xe hay là bán xe nè, anh chị có giới thiệu qua cho em. Việc mua bán xe thành công em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị từ 3 đến 5 triệu anh chị nhé. Rồi ok, bây giờ anh chị cùng em sẽ cầm cái điện thoại và quay chiếc xe Cayenne cho anh chị mình xem và tham khảo anh chị ha. Rồi bây giờ thì anh chị cùng em xem và tham khảo đối với chiếc xe Kia Cayenne 2009 nha, 2009 số sàn máy 2.0, dòng xe bản độ anh chị. Dòng xe bản độ thì nó có túi khí nè, có ABS nè anh chị ha, và có nói chung là có đầy đủ đồ chơi hết á,
cửa sổ nóc có đầy đủ hết cho anh chị nha. Chung giật xe chung chị gia đình không lỗi nhỏ luôn anh chị, bao anh chị là xe không dịch vụ taxi không lỗi ha. Và bên cửa hàng luôn luôn có cam kết nè, và có bảo hành cho anh chị 3 tháng đầu sử dụng, và có cam kết là bao anh chị quay đầu, cam kết với anh chị không dịch vụ taxi không năm đụng, cam kết bằng văn bản tại cửa hàng anh chị nha. Xe thì bao anh chị ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị nha. Đối với chiếc xe Kia Carnegie 209 này ha. Đây anh chị, trước tiên cũng như thường lệ thì em trai sẽ quay sơ lược cái dáng xe, rồi xong thì em sẽ quay cái đầu xe trước cho anh chị mình xem anh chị. Ở đây đăng kiểm giúp còn rất là dài anh chị, tháng 11 2024 lần anh chị ha, còn rất là dài. Nên anh chị mình không cần phải lo ngại gì về cái số tiền đăng kiểm rồi anh chị nhé. Và giá phim cách nhiệt 3M, nói chung là xe còn rất là đẹp. Đây che mưa nè anh chị, che mưa nè ha, những cái này nè ha, còn đầy đủ hết cho anh chị nhé. Nói chung thì xe này thì ở trên này có dán phim nè ha, còn ở dưới đây thì người ta có xe rồi anh chị. Anh chị mua về thì mình có thể dán thêm. Đây che mưa có đầy đủ hết, gara mui cũng có đầy đủ hết cho anh chị nè. Cửa sổ trời ở đây anh chị ha, xíu em sẽ mở cho anh chị mình xem. Chủ xe cũng thích hợp một bộ tem và chén cửa nè, có chén cửa epoxy, tay nắm epoxy, đầy đủ hết anh chị ạ. Đầy đủ hết. Nói chung là xe người ta mua về người ta đi cũng khá là kỹ cái xe, nên chiếc xe cũng còn khá là đẹp, liền lạc và khá là đẹp anh chị. Đây anh chị, nói chung là sơn zin thì nó không còn được bao nhiêu, tầm đời 29 mà anh chị, có sao thì em báo vậy ha. Sơn zin của nó thì đối với chiếc xe này thì em sẽ bao anh chị là chỉ còn lại tầm khoảng 60% thôi. Nhưng được một cái là cam kết với anh chị là không bị va chạm cứng đụng nha, không lỗi nha, gầm đẹp, gầm còn 7 màu luôn anh chị ha, còn rất là đẹp. Chiếc xe thì nói chung là anh chị đi thì khá là ok, gầm bệ, tại vì xe mà xe chủng trị gia đình á, cái gầm bệ của nó đi rất là đầm và rất là cứng anh chị ha, rất là cầm đầm và rất là cứng, nên là đi cũng khá là ok. Bóng đèn epoxy đầy đủ hết cho anh chị ha. Hiện tại thì bên cửa hàng của em có hai chiếc Carnegie nha, chiếc 209 và chiếc 214 anh chị ha. Chiếc 2014 thì em cũng có quay cho anh chị mình xem, chủng trị gia đình không lỗi luôn, là đi ô đô của nó thì tầm khoảng 130.000 cây thôi, rồi mà giá thì nó hơi cao một xíu, tại vì 214 với 209 thì nó phải xa nhau. 214 đối với chiếc xe 214 thì em hiện tại đang chào bán là 255 triệu anh chị ha. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu thì kết bạn Zalo và em sẽ gửi hình chi tiết cho anh chị mình xem ha. Hôm nay thì ưu tiên cho chiếc xe 209 mới về anh chị nhé. Đối với chiếc xe 209 này thì em cũng không làm mất thời gian của anh chị. Bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với anh chị là 195 triệu bao anh chị rút hồ sơ để về cho anh chị về huyện mình nhập giá tên là ok thôi anh chị nhé. 195 triệu sẽ bao cam kết là không dịch vụ taxi không lỗi anh chị ha. Máy số zin, nắp cam cò thì có khui. Nói chung là một khui hay không, một xíu em sẽ kiểm tra và quay cho anh chị mình xem anh chị nhé. Rồi, cũng như thường lệ thì bây giờ em trai sẽ quay cái đầu xe trước cho anh chị mình xem. Đầu xe là nói chung là sơn thì có dặm tút sơ sơ, nói chung là còn khoảng 60% thôi nha anh chị nha. Đây anh chị, đèn cạn nè, đầy đủ hết ha. Bóng đèn pha nè, sáng rất là đẹp. Và mặt nạ da lăng cho nó nè, cũng còn rất là liền và rất là đẹp cho anh chị luôn anh chị nhé. Biển số 60E00490 nha anh chị. Bên cửa hàng sẽ bao anh chị rút hồ sơ ha. Còn anh chị nào mình ở trong huyện Tân Phú này nè, em sẽ bao anh chị sang tên luôn, sang tên cho anh chị luôn anh chị, cộng thêm phí một chút xíu cho em thôi anh chị nhé. Đây anh chị, đây bóng đèn vỏ nè còn khá là cao anh chị ạ, khá là cao luôn. Và mâm cũng còn rất là đẹp nè anh chị, còn rất là đẹp ha. Thì đối với xe này thì em báo một cái giá bán nha, nên là cũng không bớt được nhiều cho anh chị đâu, bớt chút xíu lọc thôi anh chị ha. Tại vì xe thì nói chung là dòng xe cũ mà, nó nhiều, giá cả thị trường thì nó rất là nhiều, mà chủ điểm là cái chiếc xe anh chị ha. Tại vì nói chung là đôi khi nó cùng đời với nhau và cùng một loại xe, nhưng mà nó trên được 5-60 triệu, 4-50 triệu là bình thường thôi anh chị. Tại vì xe zin nó khác và xe taxi dịch vụ nó khác và xe đâm đụng nó khác nè anh chị ha. Đối với chiếc xe này thì bên cửa hàng sẽ cam kết bằng văn bản tại cửa hàng cho anh chị, nên anh chị cứ yên tâm về phần chất lượng xe anh chị nhé. Rồi bây giờ anh chị cùng em tiến hành xem những cánh cửa nè anh chị, đó cánh cửa nè ha.
Đó, sùng chỉ là không thiếu phân nào nha anh chị. Đó, sơn zin hết anh chị ha, sơn zin hết nha. Đó, bên cửa hàng em trai thì luôn luôn đặt tiêu chuẩn là tìm kiếm và nhập những chiếc xe nhập những chiếc xe đẹp và chuẩn chỉ gia đình để về bán cho anh chị thôi anh chị ha. Gặp gương tự động nha anh chị. Đây bây giờ em sẽ vô trong xe quay sơ lược cái những cái chi tiết nó lợi cho mình, nó có để cho mình sử dụng anh chị ha. Đây anh chị, ô đô của nó được 129.000 229.000 cây ha. Thì tầm cái đời 2009 này thì cái ô đô này thì theo em nghĩ là người ngày xưa người ta có tu rồi anh chị nha. Nên là nói chung là tầm xe này thì lanh quanh nó tầm khoảng 200 mấy anh chị ha. Em trai có sao thì mình báo vậy thôi, nhưng mà thực tế thì xe này em lấy về thì ô đô nói như vậy rồi. Nhưng mà ngày xưa thì chắc là người ta có tu ha, tại vì đời 2009 đến giờ mà nó cũng đã qua tay một hai người rồi anh chị nhá. Nói chung là đó, nhưng mà chiếc xe thì bao anh chị chuẩn chị gia đình là anh chị thấy không ha? Ô đô nó nè ha, những cái tắp bi của nó nè, không dấu hiệu bị mòn nha anh chị, không dấu hiệu bị mòn. Chiếc xe của nó đi rất là cứng, rất là đầm anh chị ạ. Rất là cứng, rất là đầm luôn ha. Đây vô lăng của nó nè, không dấu hiệu là bị chảy xước nha anh chị ha. Thì có những cái điểm này thì người ta hay cầm ở đây nè anh chị. Tùy theo tài xế ha. Nhưng mà nói chung thì em thì cầm vô lăng thì em cầm như vậy. Đâm ra là vô lăng nó rất là đẹp, không bao giờ bị hư. Còn nhiều tài xế người ta cầm một ngày, lúc nào người ta cầm cầm vậy nè, cầm mạnh lắm hai bên ha, cho nên là nó bị chảy cái chỗ mà người ta may á, đồ người ta may chảy thôi, chứ còn ở trong thì không xi nhê anh chị nhé. Rồi, cái cụ số của nó nè anh chị, còn rất là đẹp, rất là đẹp ha, còn rất là đẹp và không bị chảy xước hay là không bị mờ ha, chứng tỏ xe người ta đi cũng khá là ít ha. Đây anh chị, những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy, còn rất là đẹp. Đó, còn rất là đẹp ha. Thì những cái dòng xe này á, rất là thích hợp cho những anh chị mà mình mua về để phục vụ cho gia đình hai vợ chồng đi nè anh chị. Đó, đi rất là thuận tiện ha, tại vì có cụ số ở đây thì nằm ở đây thì nói chung là rất là thuận tiện cho phụ nữ đi và đàn ông đi cũng ok ha, nên là sử dụng cho hai vợ chồng gia đình thì khá là ok. Đây màn hình Android có đầy đủ hết cho anh chị, dàn lạnh điều hòa anh chị nhé, đầy đủ hết, máy lạnh thì khỏi chê. Dàn trước nha, xe này thì nói chung là nó thu một cái là chỉ có dàn lạnh trước thôi, không có dàn lạnh sau anh chị ha. Đây anh chị, cái này là dòng xe 5+2 mà anh chị, để đa số là để phục vụ cho gia đình thôi. Đây anh chị, cái này là để cho mình trước khi xuống xe trang điểm nè ha, gương nè ha, soi gương cho mình trang điểm xong môi sức phân cái này ha. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ về xong xe em quay sơ lược cái nội thất cho anh chị mình xem luôn nha anh chị nha. Cứ gặp gương tự động nè anh chị, có đầy đủ hết. Dòng xe này thì được cái sướng cái là nói chung là mỗi dòng xe nó có mỗi khác ha, một cái nhược điểm ha. Ở đây những cái dòng xe này thì nó sướng cái là có gặp gương tự động nè ha, gương chỉnh điện ha, có đầy đủ hết nha anh chị nha. Đây gương chỉnh điện đồ là sử dụng bình thường hết nè, em đang chỉnh nè anh chị. Lên xuống nè ha, da vô nè, có đầy đủ hết ha. Rồi đèn xi nhan nè, có đầy đủ hết, và quạt mưa nè ha, có đầy đủ hết ha. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ ra đằng sau và quay sơ lược cái từ trước sau lên cho anh chị xem nè. Đây anh chị, những cái nách cửa nè, ốc tán là nguyên zin hết nha, nguyên zin hết anh chị ạ. Chỉ có 195 triệu thôi anh chị nha, bớt lọc cho anh chị nữa ha. Nói chung là một chiếc xe chủ trị gia đình và đi cực kỳ là cứng nha anh chị. Đây anh chị thấy những cái cắp bi nè, những cái cắp bi nè ha, đẹp keng hết anh chị ạ. Cắp bi đẹp keng hết rồi ha. Rồi ok. Đây anh chị, mình em xin lỗi em xin lỗi nha, tự nhiên đàm nó lên nó cũng hỏng nói chuyện, nó là vì cái gì. Đây anh chị, vô lăng nó là nhìn cực kỳ là đẹp anh chị ha, cực kỳ là đẹp, và cụ số nằm ở đây nè ha, rất là thuận tiện cho hai vợ chồng phụ nữ đi là khá là ok ha. Dòng xe 5+2 bự không bự mà to không to và nhỏ cũng không nhỏ anh chị ha, vừa vừa phải, nên là rất là hợp cho phụ nữ đi. Ở đây nó có được gương chỉnh điện, soi gương đồ này nọ kia hết luôn anh chị ha. Mà anh chị nào mà hai vợ chồng nè, mình đã xác định mình mua về để hai chồng mình đi cho vợ đưa đứa con
đưa đón con đi học nè. Mua những cái dòng xe này thì giờ đi ké thì khá là ok anh chị ha. Đây, cửa sổ trời đây nha. Đó, đưa xuống nè ha. Rồi, đưa ra. Cửa sổ trời này rất là tiện ha. Anh chị mình đi du lịch xa đó, mình mở cửa sổ trời lên cho vợ con nè, thò đầu lên hóng gió, những cái đi lên đồi núi đồ đó, rất là tiện lợi, rất là tiện lợi cho anh chị luôn. Rồi, ok. Giờ mình kéo lại là ok nha, rồi xong việc anh chị ha. Nị dinh Mộc Trần Kiến anh chị, nị dinh Mộc Trần Kiến ha. Ở đây, học gió sau ở đây nha, học gió sau ở đây. Những cái dòng xe này thì nó có một dàn lạnh, nhưng mà dàn lạnh của nó rất là lạnh, nên là ở chừng trước nè và ăn sau thì đầy đủ hết nha. Chỉ thu cái là sau qua đây thì nó hơi thiếu lạnh một xíu, và nói chung là đi đa số là người ta đi ngồi ở đây, người ta ngồi 5 người thôi, ở đằng sau người ta bỏ đồ thôi anh chị ha. Còn nếu mà mình kẹt kẹt thì mình ngồi thì mình chịu nóng một xíu. Còn những anh chị nào mà người ta xanh đó, người ta đi nhiều quá, người ta chịu chơi á, người ta lên thêm một dàn lạnh sau là đủ lạnh luôn anh chị ha. Đủ lạnh luôn rồi. Còn cái này thì anh chị không thích thì anh chị có thể hạ ghế xuống nha anh chị. Hạ ghế xuống làm cái giường nằm luôn. Anh chị mình có thể hạ ghế xuống và mình bỏ đi đường xa đó, mình lấy cái nệm á nhỏ nhỏ mình bỏ xuống nè, rồi mình nằm luôn đó. Đây đó, hạ xuống là mình bỏ cái nệm lên là mình nằm thoải mái luôn anh chị nhé. Thực tiện cái là vậy ha. Đây, hộp đựng đồ đây là anh chị ha. Chủ xe lấy ra hết bà nó rồi. Nói chung là chừng nào anh chị mua cái xe này, anh sẽ bỏ phụ tùng hạ bánh và thay bánh cho anh chị ha. Đây, những cái đồ nhựa ở đây nè, cũng còn rất là đẹp anh chị ạ, rất là đẹp cho anh chị ha. Đây, bon tán hẹn đồ nè ha, bon tán hẹn nè, nguyên bản nguyên zin hết anh chị ạ. Nguyên zin hết, ốc tán là chưa tháo gỡ gì hết anh chị nha, đầy đủ hết, nguyên zin hết. Xe được cái là nó zin. Nói chung là những cái xe mà không có zin thì tầm đời này thì 107, 108 hay là 150 đều có xe hết anh chị nha. Nhưng mà mình mua một chiếc xe đã xác định về để phục vụ cho gia đình mình nè, mình nên chọn một chiếc xe zin chuẩn chỉ gia đình không lỗi ha, nó sẽ đi mà nó sẽ an tâm hơn. Và những cái xe mà gia đình và so với những chiếc xe dịch vụ taxi thì nó đi nó so sánh và nó cách xa rất là nhiều anh chị nha. Nên là mình trước khi lựa chọn một chiếc xe để về sử dụng cho bản thân mình thì mình nên tìm hiểu, và mình nên đi tìm hiểu và xem rất là nhiều chỗ ha, để coi chỗ nào mình bỏ số tiền đó ra xứng đáng với đồng tiền của mình, và mình mua cái thứ đồ đó về có xứng đáng với đồng tiền hay không, và sử dụng có ok hay không anh chị ha. Đây anh chị, thắng đệ thì có 4 thắng đệ anh chị ha, 4 thắng đệ ha. Dè thì dè đẹp ken hết đó ha, còn 7 màu luôn nè anh chị ha. Gầm dè là còn 7 màu hết á, còn đẹp lắm. Đó, gầm nè, còn đẹp lắm, không có mục mọt gì hết anh chị ha. Không mục mọt gì hết á. Rồi, anh chị cùng em xem cánh cửa bên này luôn ha. Cánh cửa bên này bị lóc khóa. Đây, ốc tán ở đây nè anh chị. Ốc tán ở đây nè, nguyên zin hết anh chị nha. Ốc tán là nguyên zin hết. Rồi, cánh cửa bên này nè ha. Nói chung là cửa hàng của em là tuy mới khai trương, cũng chưa có nhiều xe, nhưng mà hôm qua thì em cũng đã chốt được 2-3 xe. Nói chung là ngày mai ngày mốt gì là xe về đầy hết á. Nói chung là xe về đầy, mà còn là em tuyển chọn những cái xe đẹp không mà anh chị, đẹp mà cứng không mà. Nên là anh chị, chất lượng xe bên cửa hàng em bán ra thì nhiều anh chị đã từng sử dụng và từng mua xe em thì biết rồi. Chung là đi về rất là ok, và khách hàng cũng rất là mến em. Nói chung là mình bán một chiếc xe tuy nhít một chút xíu thôi, cao hơn 5-10 triệu thôi, hay là 10 20 thôi, nhưng mà được chiếc xe cứng gia đình đi, nên là về khách hàng người ta rất là mến và rất là thương nha. Thậm chí đi ăn hay là đi chơi nè cũng hay chụp hình và gửi qua Zalo cho em. Có lỡ đi Đà Lạt hay là đi đâu nè, khách hàng của em cũng rất là thường ghé vô cửa hàng và thăm em nha. Thăm em nói chung là rất là mến em, tại vì mình bán một chiếc xe ra để người ta sử dụng đó. Ok, người ta rất là mến và người ta luôn luôn nhớ tới mình anh chị ha. Rồi, bây giờ em sẽ quay sơ lược cái máy cho anh chị mình xem luôn anh chị. Quay sơ lược cái máy nữa là xong anh chị ha. Nói chung là mấy cái xe đẹp này nhìn đã lắm, máy đang nổ mà rất là êm anh chị ạ. Rất là êm luôn.
Đó, máy lăn nộn mà rất là êm anh chị. Đây, rất là êm ha. Đây, xong chỉ đồ là đầy đủ hết nha anh chị, đầy đủ hết. Đầy đủ hết nha. Đó, bon tán hạng đồ là đầy đủ hết ha. Đó, ốc tán đồ nè, đầy đủ hết anh chị. Đây. Đó, bên này cũng vậy ha, bình mà ha. Đó, máy nổ rất là êm. Bon tán hạng là đầy đủ hết. Xe là tuyệt đối là không có đâm đụng hay là lỗi gì hết anh chị nha. Máy số là nguyên zin. Nắp cam cò thì có khui chỉnh sửa nha anh chị. Đó, có sao là mình báo như vậy ha, để anh chị mình có thể nắm bắt được và mình biết được nha anh chị. Đây, máy móc này. Đó, nổ êm lắm anh chị à, nổ rất là êm luôn. Rồi, ok. Rồi, em trai cũng đã quay xong những chi tiết cần thiết quay cho anh chị mình xem và tham khảo anh chị ha. Thì anh chị nào mình cảm thấy hợp túi tiền của mình nè, cảm thấy thích nó thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em để được trao đổi với em anh chị ha. Kia Carjen 209, số sàn máy 2.0, chiếc xe gia đình zin đẹp, nói chung là thuộc dạng gọi là xe cộp anh chị, với giá thành 195 triệu anh chị ha. Ở đây còn chiếc xe này Kia Carjen 214 nha anh chị, 214 ha. Đó, 255 triệu anh chị nào có ân ý và thích dòng này thì anh chị cứ kết bạn Zalo và em sẽ gửi hình chi tiết cho anh chị mình xem để anh chị mình tham khảo anh chị ha. Rồi, bây giờ em trai ô tô cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha. Bye bye.